Xin chào mọi người. Hôm nay tạm thời 2 lít thôi ha. Tại giờ cũng trễ rồi. Đây mọi người coi nè. Chín giờ 12 rồi. Mà bây giờ ad thu xong clip này cũng phải là 9 giờ 40. Để lúc đó mới xuất xuất hết các file. Xuất hết các file là cho mọi người nghe thì nhanh lắm phải 11 giờ rưỡi mới xong. Nhanh lắm á, 11 giờ rưỡi mới xong. Thành ra là thôi hôm nay 2 clip thôi ha. Rồi hôm sau hết Phú Đại Gia rồi, á sẽ tranh thủ ra nhiều hơn. Chứ chà, không được. Còn gánh thêm cái ông chân mẹ đế tiên nữa chứ. Rồi bị tồn tồn một mớ ca thủ tu chân nữa. Nhưng mà sẽ cố gắng ra nhiều. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 147. Trầm ngâm nửa ngày, Côn Bằng thật sâu nhìn Cổ Tam Thông, liếc nhìn một chút, đạm mạc lên tiếng. 300 năm trước, Lã Phu chợt nghe một tiếng sợ hãi rống vang vọng đất trời từ phía Vạn Thú Sơn Mạch. Tỉ mỉ nghe thử, lại là tiếng nổ hống, quốc kỳ lân huynh, không thể nghi ngờ. Lúc trước, tại thời kỳ thượng cổ, mấy huynh đệ kia của ta có một chút khúc mắc cùng thiên đế, liền bị hắn sử dụng không minh thần đồng nhốt vào trong tam đại tuyệt địa. Mỗi một ngày đều phải chịu nỗi khổ ải, bị tử lôi cắn nát thân thể. Nhiều năm qua đi, cũng cứ gắng gượng như vậy, chưa từng có biến cố gì. Thế nhưng lúc đó kỳ lân huynh thế mà sợ hãi rống lên, bên trong hình như gặp phải chuyện gì kinh hãi. Mới đầu lão phu còn không rõ, nhưng bây giờ nghĩ lại đoán chừng là huynh ấy nhận ra mình không chịu đựng nổi nữa, lo lắng cho trứng kỳ lân và lúc chính mình bỏ mình sẽ bỏ mạng dưới tử lôi, cho nên dùng hết toàn lực đem quả trứng này ném ra kết giới, mà bên trong cái trứng kia chính là ngươi, Cổ Tam Thông. Cho nên ngươi trời sinh không cha không mẹ, khác hẳn với thường nhân. Ngút trời, thần lực ngút trời chính là thiên phú dị bẩm của kỳ lân nhất tộc. Cho dù là ngũ đại thánh thú cũng không có một cái nào có thể thắng được kỳ lân về mặt sức mạnh. Nghe được lời này, Cổ Tam Thông bất chắc hoàn toàn hiểu được, tuy hắn vẫn cảm thấy khó thể tin. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cổ cảm giác lúc hắn ở bên trong lạc lôi hạp nhìn thấy vết thương trên thân chân của trùng thiên kỳ lân kia nhất định cũng là do huyết thống dẫn đến. Nhìn thấy di vật của cha mình lúc còn sống, làm sao hắn có thể không đau thương mà rơi lệ cơ chứ? Trác Phàm cũng gật đầu, lúc trước anh còn không biết vì sao bên trong trận thức hoàn mỹ không một tì vết kia lại có một lỗ hổng để bọn anh thông qua. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là do kỳ lân dùng sức mạnh mở ra lỗ hổng để trứng kỳ lân của mình có thể chạy thoát. Bất quá, cho dù lấy thần lực của kỳ lân thế mà chỉ có thể mở ra một cái lỗ hổng nhỏ như vậy, có thể thấy nhãn thuật của thiên đế lợi hại đến mức nào, mà sau khi kỳ lân bỏ mình cũng chỉ lại một cái kỳ lân cước. Đoán chừng là bởi vì dùng hết toàn lực khó thể chống cự cử tử lôi mãnh liệt. Đại khái nếu không phải là muốn đem Cổ Tam Thông đưa ra bên ngoài kết giới, kỳ lân còn không nhất định sẽ chết nhanh như vậy. Người ta đây Trác Phàm cũng không khỏi thở dài một tiếng, tâm đạo làm cha như Thái Sơn à. Nhất định không sai. Ngay khi các ngươi mới vừa bước vào Vạn Thú Sơn Mạch, Lã Phu ngoài trừ cảm nhận được khí tức quen thuộc của Thanh Viêm ra, thì cũng là mùi vị của Kỳ Lân Huynh. Ở một điểm này, cái mũi của thánh thú chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ sai lầm. Cho nên Lã Phu mới sai phái Tam Thủ Quái Nha đi mời các ngươi tới đây. Một là hỏi ý kiến đến tột cùng. Côn Bằng thở sâu, sờ sờ cái đầu nhỏ của Tam Thông, thở dài. Hài tử, người phải xưng ta một tiếng Côn Bằng đại bá mới đúng đó. Cổ Tam Thông không nói gì, khuôn mặt nhỏ đã nín đỏ lên, sống chết cắn môi, nhưng lại trong đôi mắt đã tràn đầy nước mắt. Lại vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, Côn Bằng không ép buộc hắn, để hắn chậm rãi tiêu hóa sự thật này. Lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm. Tiểu tam tử, thân thế không có vấn đề, chỉ là lão phu muốn biết sau khi các ngươi đến Lạc Lôi Hạp, nhìn thấy Kỳ Lân Huynh đến tục cùng là như thế nào, sống hay là chết? Khóe miệng bất giác sệ xuống, Trác Phàm cười khổ một tiếng, đem cánh tay phải của chính mình dâng lên, khẽ phát ra hồng mang thở dài. Chỉ còn lại cái này hả? Cái gì? Đây là trùng thiên kỳ lân chân, là an vị trên người của ngươi như sao? Trong mắt gì không được co rút lại, cho dù là Côn Bằng thấy thế cũng không khỏi hít sâu một hơi, vuốt về cánh tay phải của Trác Phàm thì thào lên tiếng. Đường đường là một phần thân thể của thánh thú, thế mà có thể cấy ghép trên thân nhân loại. Nghiên cứu của cựu ma đế rốt cục cũng thành công, tiểu tử này thật đúng là kỳ tài. Côn Bằng đương nhiên biết rõ cái này tất cả đều là bí pháp của cựu ma đế,
Nhưng Trác Phạm lại nhíu mày một cái, một tia thương cảm vừa mới nổi lên lại biến mất thành vô ảnh vô tung, ngược lại hiện lên vẻ mặt dè dặt, sợ hãi nhìn về phía hắn. Bà mẹ ngươi chứ, nhìn thấy vi vật của hảo huynh đệ không có nửa phần cảm xúc, nhìn vật nhớ người cũng liền thôi đi, thế mà còn cảm thán về bí pháp của cựu U Ma Đế sao? Xem ra tình cảm giữa thánh thú cũng không hơn gì cái này. Nói như vậy, vẻ bi ai mới nãy tất cả đều là diễn xuất hay sao? Như vậy, hắn diễn xuất chỉ có hai loại lý do, một là tranh thủ niềm tin của Cổ Tâm Thông, hai cũng là tranh thủ niềm tin của chính mình. Nghĩ đến đây, hắn còn có chuyện muốn để cho mình đi làm. Rất rõ ràng, vở kịch này càng có vẻ là muốn tranh thủ niềm tin của mình hơn. Tiếp đó, để xem hắn muốn mình làm cái gì. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm thầm hiểu trong lòng nhưng vẫn như cũ không biểu hiện ra, thở dài nói: "Tiền bối, bớt đau buồn đi. À, thật ngại quá, thất lễ rồi." Gương mặt bất giác đỏ bừng, lúc này Côn Bằng mới thuận thế để gánh tay phải Trác Phàm xuống, còn người trái chuyển phải chuyển đi lên quanh, lại một nữa khôi phục lại dáng vẻ đau thương lúc trước. "Tiền bối, không biết chuyện ngài muốn ta làm là chuyện gì?" Trong lòng thầm cười một tiếng, Trác Phàm một lần nữa ôm quyền không người nói. Hít một hơi thật sâu, Côn Bằng ngửa mệt lên trời thở dài: "Hai gia, Lã Phu thân là kẻ đứng đầu ngũ đại thánh thú, cảm niệm ba vị huynh đệ bị nhốt bên trong kết giới lại không cách nào cứu ra, cảm giác hổ thẹn sâu sắc, cho nên Lã Phu muốn mời tiểu tử ngươi xuất thủ đem mấy vị huynh đệ còn lại đang bị vây trong tuyệt địa kia cứu ra. Đại ân đại đức này ta tuyệt đối không dám quên." "Tiền bối nói quá lời, chỉ là với thần thông của tiền bối còn làm không được. Vãn bối chỉ là một con kiến hôi, nơi nào có được loại uy năng có thể cứu được chư vị tiền bối thoát khỏi khổ hải chứ?" Trác Phàm lắc đầu thở dài. Côn Bằng lại vội vàng khoác khoác tay: "Tiểu tử, người chớ tự coi nhẹ mình. Bây giờ ngươi có thần thông truyền thừa từ cửu ma đế cùng thiên đế, tương lai thành tựu không thể xem thường, mà lại kết giới kia đều là do không minh thần đồng gây ra. Thần người có không minh thần đồng chi năng, có cùng một ngọn nguồn, một khi thời cơ đến liền có thể giải khai kết giới. Nhưng công lực của vạn bối bây giờ vẫn còn rất thấp, nếu không tại hạ đem công pháp truyền cho tiền bối, tốc độ tu luyện của tiền bối tự nhiên sẽ nhanh hơn tại hạ rất nhiều, đến lúc đó có thể tự..." Không. Thế mà Trác Phàm nói còn chưa dứt lời, Côn Bằng đã vội vã lắc đầu phủ định nói: "Mèo có đường có mèo, chuột có đường có chuột, nhân loại tham ngộ thiên đạo, thành vạn chí thánh chí tôn, linh thú thiên phú dị bẩm, chí đời khai quật, song phương ai cũng có sở trường riêng, nhưng đạo thống không đồng nhất, không thể giao thoa. Công pháp của nhân loại các ngươi, mặc kệ là thánh thú chúng ta hay là linh thú, đều tuyệt đối không học được." Trác Phàm gật đầu, trong lòng yên tâm hơn không ít. Thực ra hắn nào có hảo tâm như vậy, chịu đem công pháp giao ra chẳng qua là muốn thăm dò một phen mà thôi. Nếu biết thánh thú vô luận như thế nào đều không thể đánh chủ ý lén lên công pháp, vậy anh một trái tim luôn treo lên của anh nếu có thể để xuống. Dù sao song phương không có xung đột về lợi ích, nên có thể xây dựng mối quan hệ đồng minh, xây dựng ổn định. "Lão cha, ngươi ra tay đi." Lúc này Cổ Tâm Thông tội nghiệp mà nhìn qua Trác Phàm, cuối cùng mở miệng. Tựa hồ là cảm niệm chuyện cha của mình đã bỏ mình, Cổ Tâm Thông cũng rất muốn cứu ra những vị thánh thú đang bị vây khốn trong kia. Liếc hắn một cái thật sâu, Trác Phàm vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, từ ái từ cười, nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng: "Đồ ngốc à, lão cha làm sao có thể không xuất thủ chứ? Hiện tại ngươi đang ở trên địa bàn của người ta, tuy lão gia hỏa này đã nói sẽ không cưỡng cầu, nhưng cho dù là kẻ ngu cũng minh bạch, thực sự sẽ không cưỡng cầu hay sao? Đến lúc đó, nếu người thực sự có can đảm không đáp ứng, chỉ sợ liền thi thể đều đi không được ra khỏi sơn mạch này." Bất quá Cổ Tâm Thông lại rất vui vẻ, lên vẻ mặt tươi cười. Nụ cười ngây thơ khiến đáy lòng Trác Phàm một trận mềm mại. Thế nhưng, mặt mũi của nhi tử là mặt mũi, lúc thương thì nói lời thương, gặp phải cái đại tài chủ như thế, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen cũng không phải là phong cách của Trác Phàm anh. Sau đó Trác Phàm lại một lần nữa khẽ khom người cười lùi nói: "Tiền bối, đến đáng ngài để cho ta đi chấp hành một nhiệm vụ lớn như thế, hẳn là cũng nên cho ta một chút điểm chống đỡ đúng không?" Gương mặt gì không được co rút lại, Côn Bằng làm sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng của anh, không khỏi phá lên cười to: "Ha ha, tùy người chưa gặp qua lão ma đầu cũ kia, nhưng ngược lại là thực sự có phong cách của lão tiểu tử kia. À, yên tâm đi, Lã Phu sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ." Một tiếng lạnh toát phát ra, Côn Bằng búng tay một cái. Chỉ một thoáng, ầm ầm từng tiếng chấn động từ ngoài động phát ra. Côn Bằng liếc nhìn hai người một chút, khoan thai tự đắc đi ra ngoài, cười nói: "Đi theo ta."
Hai người nao nao, ngay sau đó thì đuổi theo. Nhưng chờ đến khi ra trước động, liền sợ hãi cả kinh, bất khả tư nghị nhìn xa. Chỉ thấy bây giờ khắc này, trước mặt bọn họ là một tòa tiểu sơn máu chảy thành sông, được làm từ từng đôi cánh linh thú chất chồng mà thành. Dòng máu đỏ tươi từ góc cánh chảy xuống, rất hiển nhiên là do cứ như thế bị kéo xuống mà gây ra. Mà phía trên bầu trời là mấy đầu linh thú cấp 9 vẫn như cũ, làm không biết mệt bay qua bay lại, sau đó nghiêng người đem một đống cánh trên lưng hạ vứt xuống đất, phát ra trận thật âm thanh vang động. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm không khỏi hít vào một hơi không khí lạnh. Tràn diện máu ta như thế, anh thân là ma hoàng, không phải là chưa từng thấy qua, nhưng hạ tay tàn nhẫn đối với đồng loại, còn mặt không đỏ, tim không đập như thế, anh lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật sâu liếc nhìn Côn Bằng đang ở bên cạnh anh một chút, anh càng thêm xác định đây là một hung thủ. Đây là một kiêu hùng thú loại độc ác. Hoặc là nói, trong mắt thánh thú, linh thú, căn bản không khác gì nô lệ, là một đầu nhỏ mệnh, căn bản vốn không đáng tiền. Coi như cứng đánh, kéo đứt hai cánh bọn chúng, biến chúng thành tàn phế, cũng không chút nào thương tiếc. Ta biết các ngươi đang sưu tập cánh của linh thú, nơi này có 100.000 vũ dực, đều là cánh linh thú cấp 4, cấp 5, cấp 6. Nếu như ngươi còn ngại không đủ, ta sẽ để bọn hắn tiếp tục trình lên thêm. Côn Bằng cười nói nhìn về phía Trác Phàm, trong giọng nói chất chứa bá khí khó tả, thật không hổ là bá vương. Trác Phàm vội vàng khoác tay cười nói, tiền bối hao tâm tổn trí, vãn bối chỗ nào cần phải nhiều như vậy chứ, vốn chỉ dự định thu thập 1.000 đôi mà thôi, bây giờ lại được tiền bối nâng đỡ chuẩn bị chu đáo như thế, thật sự vô cùng cảm kích. Chỉ là nhiều vũ dực như vậy, giới chỉ của tại hạ thế nhưng là chứa không nổi, không lo. Thế là anh còn vừa dứt lời, Côn Bằng đã nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem đống cánh linh thú như tòa núi nhỏ kia thu vào trong giới chỉ, sau đó cởi ra đưa cho Trác Phàm, cười nói, cho ngươi đừng khách khí. Đó là một giới chỉ tản ra thanh sắc quang mang óng ánh, hoàn toàn khác biệt so với lôi linh giới trong tay Trác Phàm kia, nhất là cổ cảm giác ẩn ẩn phát ra linh khí, càng làm cho người ta hít thở một hơi liền cảm thấy sảng khoái tinh thần, nguyên lực toàn thân không ngừng trào dâng. Loài giới chỉ có thể tự thân sinh ra linh khí nồng nặc, không phải là thứ mà người bình thường có thể nắm giữ. Thánh giới. Chỉ liếc mắt một cái, Trác Phàm liền nhận ra, muốn vươn tay ra lấy nhưng lại không dám tùy tiện hành động. Dạng đồ vật này tại thánh giới cũng chỉ có người cầm quyền của thánh tộc tại thánh vực mới xứng đáng được nắm giữ. Cho dù anh ban đầu là ma hoàng cũng vài ba lần không chiếm được một cái thánh giới nào, vật này có thể xem như là biểu tượng cho thân phận. Nhìn thấy bộ dáng do dự không ngừng của anh, Côn Bằng bất giác bật cười ra tiếng, gật đầu nói, lão phu đã hiểu, tuy tại phàm giai không có kẻ nào nhận biết thánh giới, nhưng sớm muộn ngươi cũng phải trở về thánh vực, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ có phiền phức. Người muốn còn thật lâu dài, bất quá như vậy cũng là tốt. Nói xong, Côn Bằng vạch vạch một ngón tay, lôi linh giới trên tay Trác Phàm bỗng nhiên bay ra rơi xuống trên tay hắn. Tiếp đó trong tay hắn lóe lên thanh quang, hai cái nhẫn trong nháy mắt liền dung hợp làm một thể. Tuy vẫn mang bộ dáng của lôi linh giới, nhưng thực ra nó đã là thánh giới, không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Trác Phàm thấy vậy bất giác cả kinh thất sắc, trong lòng âm thầm tán thưởng, luyện khí chi thuật như thế quả nhiên là thần kỹ, cho dù là anh ở thời kỳ ma hoàng đỉnh phong cũng không có dạng thần kỹ này. Kình Thiên Côn Bằng không hổ là nhân vật đứng đầu ngũ đại thánh thú, nổi danh cùng thập đế, thực lực quả nên là thâm bất khả trắc. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi thánh phục của anh, Côn Bằng tự hồ vô cùng hài lòng, cười gật gật đầu. Thấy anh lộ ra chiêu này, ngoài trừ việc muốn lấy lợi dụng ra bên ngoài, còn có ý muốn chấn nhiếp ở bên trong. Ý tứ rất rõ ràng, chính là nói cho Trác Phàm biết, trông thấy chưa, thật là có lão tử, ngươi còn vỗ mông ngựa để không đuổi theo kịp, tức thời thì cùng lão tử lăn lộn ăn ngon uống sướng, nếu không lão tử trong vòng vài phút liền bóp chết ngươi. Giờ khắc này, bộ dáng mà Trác Phàm biểu hiện ra ngược lại là đúng với trong lòng của hắn mong muốn. Đột nhiên Côn Bằng nhíu mày, mặt lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn về phía giới chỉ trong tay. Tiếp đó vung tay lên, liền thấy một đạo tử mang chợt hiện ra, một đầu lô văn tước màu tím liền đột nhiên bay ra ngoài, lúc này đã rơi xuống bên người Trác Phàm. Sau khi di chuyển hai vòng thì nhìn về phía Côn Bằng, tự hồ đang vô cùng sợ hãi, vội vàng tránh sau lưng phụ thân. Lôi văn tước này vậy mà thân có tử lôi thần uy, quá thật là hiếm lạ. Hai mắt Côn Bằng khẽ rung động, nhìn về phía Trác Phàm rồi chỉ phía Tước Nhi cả kinh nói, tiểu tử, tử lôi trên thân lôi văn tước là ngươi động tay động chân sao? Cũng có thể xem là như vậy. Khi vạn bối
tiến vào lạc lôi hạp, tước nhi vẫn còn chưa được ấp ra, đành phải lấy trứng để hấp thu tử lôi. Không nghĩ tới, trời sinh, nó liền thành bộ dáng này, linh trí tự hồ cũng cao hơn sói bình thường. Tự hồ cũng cao hơn so với linh thú bình thường rất nhiều, cũng coi như là tạo hóa cho nó. Trác Phàm trầm ngâm một trận, thành thật bẩm báo, thế nào, tiền bối, có vấn đề gì sao? Thật sự là kỳ quái, việc này lão phu còn là đầu tiên gặp phải. Vốn dĩ, tử lôi của thiên đế đã là vật phi phàm, chính là bá thiên lôi hoàng trong ngũ đại thánh thú, trời sinh có hồng mông tử lôi. Linh thú bình thường gặp phải, nhất định là thịt nát xương tan, cho dù là trùng thiên kỳ lân cũng rất khó ngạnh kháng. Còn trứng của lôi vân tước, mặc dù có thể hấp thu lôi điện, cũng khó thể sinh tồn dưới tử lôi này. Nhưng bây giờ, lôi vân tước thế mà có thể sinh ra từ trong tử lôi, rõ ràng cũng là tương đương có được truyền thừa của lôi hoàng, thật sự là quá kỳ quái. Côn Bằng một mực lắc đầu cảm thán, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Trác Phàm tâm niệm nhất động, tờ hồ đã nghĩ ra được gì nguyên do. Lúc trước, anh là một bên dùng trứng kia hấp thu tử lôi, một bên vận chuyển thần thông Thiên Ma Đại Hóa Quyết do Cửu U Ma Đế suốt đời nghiên cứu. Mà Thiên Ma Đại Hóa Quyết là hấp thu thiên địa vạn vật vì bản thân. Chắc hẳn là bởi vì nguyên nhân này mà Tức Chi còn chưa thành hình đã có thể hấp thu tử lôi, hóa nhập thể nội để bản thân sử dụng, mà Trác Phàm cũng có một bộ phận tử lôi cất giữ trong thể nội, tùy thời đều có thể xuất ra. Nếu không có pháp quyết của thần thông này, một người một chim bọn họ nhất định phải chết ở dưới tử lôi kia. Người tới đây, Trác Phàm đã hiểu được tất cả, nhưng anh cũng không muốn nói ra. Dù sao thì nhân tâm hiểm ác, anh vẫn muốn lưu lại một đòn sát thủ trong tay. Coi như Côn Bằng có quen thuộc Thượng Cổ Thập Đế, nhưng Thiên Ma Đại Hóa Quyết chính là Cửu Ma Đế mà đến sau cùng mới lĩnh hội được. Hắn nhất định không biết. Chỉ có không biết mới thể làm vũ khí cuối cùng. Trác Phàm ngang dọc cả một đời, tự nhiên biết rõ điểm này. Sau đó, ngay khi Côn Bằng còn đang trăm bề không hiểu, Trác Phàm cũng giả bộ kỳ quái, cau mày như là không lên tiếng. Rốt cục, Côn Bằng cũng lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ, thở dài. Thực sự, đại cơ duyên, phúc báo con chim này, quá thật là không nhỏ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là một ngôi sao may mắn. Chính mình có được một thân phúc báo, còn không nói, liền cả linh sủng bên cạnh cũng có loại phúc báo này. Có thể coi đây là phúc càng thêm phúc, tiền đồ một đường tươi sáng. Tiền bối quá khen, hết thảy đều là khí vận mà thôi. Trác Phàm không người cúi đầu, cười khẽ một tiếng. Tình quang trong mắt lóe lên trong mắt Côn Bằng, hắn khẽ nhếch miệng lên, thản nhiên nói, vậy lão phu lại cho ngươi thêm một phần phúc báo, diệt hoa trên gấm đi. Nói xong, Côn Bằng khoát tay, tước nhi liền bị hắn hút tới trước người, cho đến khi đem con chim nhỏ kia dọa đến vỗ cánh tán loạn, kêu lên sợ hãi không thôi. Cổ Tâm Thông thấy thế thì không khỏi giật nảy mình, vừa định động thân lại bị Trác Phàm ngăn lại, hơi hơi lắc đầu. Theo anh thấy, Côn Bằng thân là đứng đầu ngũ đại thánh thú, sẽ không hạ độc thủ đối với một đầu linh thú cấp 4. Quả nhiên, Côn Bằng chăm chú nhìn Tức Di một chút, trong mắt chỉ có vô tận mừng rỡ, lại không nửa phần sát ý chán ghét, đưa tay lại trán nó một chút, một đạo thanh mang nhập thể. Tức Di sững sờ, đang bối rối vỗ cánh thì bỗng nhiên dừng lại, hắn giọng cung kính, cúi đầu bái phục, đa tạ thánh chủ chúc phúc. Tức Di, nó nói chuyện sao? Cổ Tâm Thông giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm cũng hơi sững sờ, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng trở nên trì trệ, nháy mắt mấy cái cười nói, thế nhưng là như thế nào là giọng nữ chứ? Không sai, Tước Nhi vừa mở miệng thanh âm uyển chuyển du dương, nhưng như thế nào phải bộ dáng của một đại lão gia nên có chứ? Coi như hiện tại là ấu thể, giọng nói cũng không nên nhẹ nhàng như thế chứ, không giống Cổ Tâm Thông một chút nào. Phụ thân, ca ca, người ta vốn chính là nữ hài tử, vậy trước khi các ngươi cho là ta là... Tước Nhi quạt quạt hai cánh bay đến bên cạnh hai người Trác Phàm, nháy nhách đôi mắt to hồn nhiên nghi hoặc hỏi. Trác Phàm vội ho một tiếng có chút lúng túng, nhi tử đệ, Cổ Tâm Thông cũng đỏ mặt cười trả lời. Nghe thấy lời đó, Tước Nhi không khỏi thở phì phò, chớp động đôi cánh bay loạn quanh người một trận, hét lớn, người ta là nữ hài tử đó. Tiểu tử, người dưỡng sinh dưỡng linh sủng đều không phân biệt được cái sao? Côn Bằng không khỏi cười lớn một tiếng, cười trêu nói ra, nói nhảm, lại không phải lai giống, phân biệt được cái là cái gì chứ? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, vẫn khiêm cung bái hạ như cũ, cười nói, đó là ta sơ sẩy, để tiền bối chê cười. Đúng rồi, tiền bối, ngài vừa mới đó là khai đinh thức cho nàng.
Côn Bằng khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên tinh quang khó hiểu. Tiểu tử, còn có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Ngươi là thân ở Bảo Sơn, không biết đồ quý. Lão phu Kình Thiên Côn Bằng từ trong hỗn độn sinh ra, đứng đầu ngũ đại thánh thú cùng Bá Thiên Lôi Hoàng đồng dạng, bẩm sinh tự mang hỗn độn thanh viêm, thiên địa văn hỏa nhất, nhưng là luyện thần hóa hư, khứ trọc tồn tinh, điều hòa âm dương, khai mở linh thức. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã nắm giữ hỗn độn thanh viêm của lão phu, nếu dùng lửa này để luyện thần mà nói, sau 10 năm sớm nên đi vào hóa hư cảnh, sao có thể còn dừng lại tại thiên huyền cảnh bất động chứ? Ai da, thật sự là đáng tiếc mà. Có đúng không thế? Lúc trước ngài cũng không nói cho ta biết. Trác Phàm không khỏi sững sờ, trong lòng ngoại trừ sự kinh dị, càng nhiều hơn là hối hận. Thua thiệt, anh còn một mực khắc khổ tu luyện, còn đem thực lực vi tôn đặt ở bên miệng. Thế mà có đường tắt cũng không biết mà đi, thật sự là quá đần mà. Vốn dĩ, anh sớm nên nghĩ đến. Lúc trước anh khai mở thần thức lĩnh vực, cầm giữ thần thông thần chiếu cảnh, không phải cũng là do thanh viêm bắt đầu hay sao? Lúc đó anh làm sao lại không nghĩ tới chủ động sử dụng thanh viêm để luyện thành chứ? Vừa đến đây, Trác Phàm nhất thời khóc không ra nước mắt, cảm giác mấy năm này đều con mẹ nó uổng phí mà. Côn Bằng lắc đầu, mỉm cười một tiếng, thản nhiên nói: vốn dĩ lão phu cho ngươi thanh viêm cũng chỉ là muốn bảo vệ nguyên thần của ngươi, giúp ngươi tiến đến Lạc Đôi Hạp tìm kiếm mà thôi. Thật không nghĩ qua để ngươi luyện thuần hóa hư. Bất quá để đã ngươi đã đem thanh viêm của lão phu luyện hóa vào trong thể nội, có thể tùy ý thao túng, liền nên hưởng phúc phận này. Đáng tiếc ngươi là người thông tuệ như thế, vậy mà lại không lĩnh hội. Gương mặt nhìn không được mà co rút lại. Trác Phàm không còn gì để nói, đầy miệng đều là đắng chát vô tận. Dù sao cũng chỉ là uổng phí không đến 10 năm mà thôi, ngươi vẫn còn nhiều thời gian để tu luyện, không cần hối hận quá mức. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Trác Phàm, Côn Bằng chỉ cười nhạo hai tiếng liền dừng lại. Đồng thời trong nháy mắt vung lên lôi đình giới mới luyện thành liền lại trở lại trong tay Trác Phàm. Trác Phàm buồn bã thở dài liên tục, đem giới chỉ mang lại lên trên tay, lại bỗng nhiên khẽ giật mình, hai con người nhìn không được mà trợn lồi lên, không thể tin được mà kêu lên sợ hãi. Cái này 10 tỷ thánh linh thạch. Ha, không sai, ngươi nghĩ phần đại lễ lã phu nói muốn đưa cho ngươi chỉ có mấy đôi cánh linh thú kia thôi sao? Bật cười lắc đầu, trong mắt Côn Bằng tràn đầy bá khí, vẻ mặt cao ngạo. Dù nói thế nào, lã phu cũng là cường giả ngang dọc mãn đại lục này từ thời thượng cổ. Chút gia sản đó, người kế thừa lão quỷ cửu u kia tất nhiên là có thủ đoạn bố trận cùng luyện đan phong phú. Nếu như không có ngoại lực tương ứng trợ trận, ngày sau gặp phải cường địch chắc chắn sẽ bị siết chặt cái đuôi. Đây là lão phu giúp ngươi một tay, nhưng ngươi tận tâm vì lão phu làm việc, lão phu cũng liền vào vừa lòng thỏa ý. Thổ hào à! Bất giác hít sâu một hơi, Trác Phàm không khỏi chép miệng một cái, nhìn thấy đồ vật bên trong giới chỉ tràn đầy kinh hãi. Trừ một số thiên địa linh bảo cùng tài liệu luyện khí hy hữu, trần quý nhất chính là thánh linh thạch, lại còn hơn 10 tỷ. Đây tuyệt đối là tài phú mà ngay cả thánh tộc bên trong thánh vực cũng theo không kịp. Phải biết, bố trận cần linh thạch, linh trận cấp 12 trở lên chính là thánh trận cấp 6, mà muốn bố trí thánh trận tất yếu là phải dùng thánh linh thạch, không thể nghi ngờ. Thế nhưng, mỏ quặng thánh linh thạch cho dù là tại thánh vực, hầu hết đều nằm trong tay các đại thánh tộc trong tay, mà là số lượng cũng rất thưa thớt. Côn Bằng vừa ra tay liền đưa 10 tỷ thánh linh thạch, theo Trác Phàm thấy chính là con số trên trời. Không hổ là lão đại của ngũ đại thánh thú, xuất thủ thực con mẹ nó phi phàm. Trác Phàm đeo giới chỉ lên ngón tay run nhẹ nhẹ, trên mặt càng là kích động sắp muốn khóc. Côn Bằng thấy thế thì hài lòng gật đầu. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, lão phu đưa ngươi hậu lễ như thế, ngươi còn không biết hết mình làm việc cho lão phu hay sao? Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm ôm quyền về phía Côn Bằng, nghiêm nghị nói: tiền bối ngài yên tâm đi, vạn bối nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tìm tới hai nơi tuyệt địa khác, đưa hai vị tiền bối còn lại cứu ra. Như thế rất tốt. Côn Bằng khẽ cười một tiếng, hai mắt cười đến thành hình trăng khuyết. Tên tiểu tử xảo quyệt này cuối cùng cũng đã quy tâm rồi. Như vậy ngươi còn có chuyện gì thì mau chóng đi làm đi. Tiểu tam tử thì lưu lại chỗ ra, lão phu sẽ dốc lòng dạy bảo cho nó. 300 năm không có một vị trưởng bối chỉ đạo cho hắn thật tốt. Đứa nhỏ này còn rất nhiều thánh thú thần thông chưa được khai phát đi ra, thật sự là đáng tiếc. Sau cùng, Côn Bằng phất phất tay, đạm mạc lên tiếng. Tiếng nói vừa dứt, tam thủ quái nha liền vô cùng có ánh mắt mà bay xuống cuối người, hiển nhiên là muốn đưa Trác Phàm rời đi. Trác Phàm khẽ gật đầu,
đem tức nhi một lần nữa thu thập vào trong giới chỉ. Liếc nhìn Cổ Tam Thông gật thật lâu rồi mới vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, thở dài, đạp vào trên lưng tam thủ quái nha. Cổ Tam Thông vạn thời phần không cam lòng, vẻ mặt cầu khẩn nhìn qua Côn Bằng, lẩm bẩm nói, ta muốn đưa tiễn bọn họ. Trầm ngâm nửa ngày, Côn Bằng đã mà gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Cổ Tam Thông vui vẻ, nhất thời nhảy lên trên lưng tam thủ quái nha cùng Tráp Phàm một lần nữa đoàn tụ. Gió lốc phần phật thổi ra, tam thủ quái nha vỗ cánh một cái, lại một lần nữa lăng không bay lượn hướng về bên ngoài vạn thú sơn mạch bay đi. Nhìn lấy bóng người đang dần dần biến mất kia, một đôi tinh quang sáng loáng trong đôi mắt Côn Bằng lại tràn ngập vô tận thâm thúy. Nghĩ ông ra, trong lúc vô tình không ngờ lại chạy ra một kẻ nhận được truyền thừa của Lôi Hoàng. Tuy vật nhỏ này còn nhỏ tuổi, căn cốt không tốt, nhưng chưa hẳn không thể trở thành một thân thể thánh thú. Khẽ híp mắt một cái, khóe miệng Côn Bằng xẹt qua một đường cong tà dị. Đợi lão phu suy nghĩ thật kỹ, nó không chừng không lâu sau ngũ đại thánh thú sẽ lại đoàn tụ, để lúc đó thiên đế chúng ta nhất định sẽ tính toán sổ sách. Nói xong, Côn Bằng bỗng nhiên phá lên cười lớn một tiếng, quay người tiến vào trong huyệt động tối như mực kia. Mà giờ khắc này, tam thú quái nha đã mang theo hai người Trác Phàm bay hơn 100 dặm, căn bản không nghe được tiếng cười tà dị như điên của Côn Bằng. Sau được canh giờ, hai người lại một lần nữa trở lại nơi săn thú trước kia. Trác Phàm nắm lấy cánh tay Cổ Tam Thông nhảy xuống, đợi sau khi hạ xuống, ngửa đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cổ tam thủ quái nha đang bay trên đầu, mới dùng mật ngữ nói ra: "Tiểu tam tử, truyền lão cha sắp nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nghe, không cần đáp lại, hiểu biết chưa?" Không khỏi sững sờ, Cổ Tam Thông kỳ quái liếc nhìn Trác Phàm một chút, mặt hiện lên nghi hoặc nhưng vẫn hơi hơi gật đầu